Mình xin chào mọi người. Từ cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chính thức quay lại cái phần mà tiếng Anh giao tiếp dành cho người lớn mà nha. Mình biết đây là một cái nhu cầu rất là lớn vì 50% số người học với mình hiện nay đều là người lớn, tức là đi làm rồi mọi người ha, và muốn học tiếng Anh để cải thiện thêm á, hoặc là có nhu cầu đi nước ngoài chẳng hạn. Đó. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên làm cho những bạn học sinh hơn, tại vì mình biết là cái số lượng bạn học sinh mà có thể học với mình á, thì nó không có nhiều. Đó. Thì các bạn có thể là qua cái kênh này và hiểu được những cái bài học trên lớp của mình, cũng như là biết cách giải những cái đề, thì điều đó mình cũng rất là chú ý và muốn cho các bạn có một cái nguồn để học. Nhưng mà đối với người lớn thì nó sẽ là một cái chặng đường dài mọi người ha. Và khi mình học tiếng Anh thì mình xác định là mình học hoài, học mãi luôn, dù cái trình độ của mình có đang ở mức độ nào thì mình cũng nên là cố gắng mình luyện tập thêm nhiều để có thể là luôn luôn giữ vững được cái trình độ đó của mình, hoặc là làm cho nó tốt hơn nữa. Rồi, thực sự thì cái kênh của mình á, nó cũng không có cái gì đặc biệt về hiệu ứng, hay là mình không có đầu tư nhiều về cái phần hình ảnh hay là âm thanh gì đó, nghe cho nó vui nhộn. Nói chung là nó không có mang tính chất giải trí được nhiều, nên là mình hiểu cái điều đó. Thì cái điều mà mình tập trung đầu tư vào đây chính là cái chất lượng của cái bài dạy của mình. Thì đó vừa là kinh nghiệm học của mình cũng như là kinh nghiệm dạy của mình để mình rút ra, và mình muốn làm sao đó để dù là có một vài người thôi có được những cái tiến bộ từ việc học từ kênh của mình, thì đó cũng là một cái động lực rất là lớn của mình rồi. Đó là sự thật, chứ còn thực sự không có kiếm tiền được gì đâu mọi người ha. Cái đó là mình biết cái điều đó, vì cái kênh này nó không phải là giải trí. Đối với những cái kênh mà về học á, thì mình thấy nó thường á, nó thực sự là ít người sub hoặc là ít người người coi lắm. Bởi vì thực sự cái việc học là một cái chuyện cần phải đầu tư, cần phải nghiêm túc, cần phải có cái sự kiên trì. Nó không phải là khi mà mình mệt mệt mình bật lên, thường thường mình mệt mệt mà mình bật lên là mình mệt nữa. Cho nên khi mình học là mình cần phải có cái năng lượng, và mình phải chuẩn bị tinh thần để cho một cái chặng đường dài. Đó. Thì bài ngày hôm nay mình sẽ đi vào một cái mẹo, mình gọi đó là cái mẹo, tại vì cái này là giống như mình cũng thực sự mình cũng phát hiện ra khoảng mấy năm gần đây thôi. Thì với cái mẹo này sẽ giúp cho mọi người có thể nói được tiếng Anh nó hay hơn nè, phải gọi là nó hay hơn và nó giống với người bản xứ hơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử đi vô bài xem đó là gì mọi người ha. Rồi, trong cái bài này mình sẽ đưa ra bốn câu tiếng Anh. Bốn câu tiếng Anh này nó rất là đơn giản thôi ha. Chủ yếu mình tập trung vào cái việc phát âm trong cái bài này mọi người ha. Thì như mọi người có thể nhìn thấy là mình sẽ có một cái câu và một cái phần phiên âm ở phía bên dưới. Phần phiên âm này là mình vô cùng chú ý và chú trọng trong cái việc dạy học của mình hiện tại. Và cái phần này mình cũng sẽ áp dụng rất là nhiều trên cái những cái video trên cái kênh này. Bây giờ mình sẽ thử đọc, gọi là đọc kiểu mà gọi là tiếng Việt đó, tức là mình cái kiểu mà mình hay đọc, mình hay nghe là I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Đó. Thì khi mà mình đọc như vậy thì nó có một cái vấn đề gì? Đó chính là mình đọc cái âm đó là nó bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt nữa ha. Vì tiếng Việt của mình là nó có cái dấu và những cái âm là âm đóng ở cuối cùng, nó không có âm đuôi. Ví dụ như mình nói là chữ một, là mình nói là một, mình dính luôn chữ tờ đó vào, cái chữ MO. Mình đọc là một luôn, chứ mình không có đọc là một. Tiếng Anh nó là như vậy đó. Khi tiếng Anh thì mình ngược lại, mình sẽ đọc là chữ mô, xong chữ tờ mình tách riêng cái đuôi đó ra, mình sẽ đọc là một. Đó, khi mà mọi người nói như vậy thì nó sẽ là tiếng Anh, nó nói tiếng Việt như tiếng Anh. Còn mình đọc I get up at 6 o'clock là nó nói tiếng Anh như tiếng Việt. Thực sự á, cũng sẽ có một vài người hiểu, nhưng mà mình không nên nói như vậy ha. Đó là cái điều mình khuyến cáo không nên một chút xíu nào. Rồi, thì bây giờ làm sao để mình sửa đổi? Vô cùng đơn giản, đó chính là mình hạ âm xuống. Mình hay nói với học sinh của mình là hãy hạ âm xuống khi nói chuyện như thế này. Rồi nha, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái này nè. Ví dụ đầu tiên, chữ I thì vẫn là I rồi ha. Chữ này, chữ mình đọc là get ha. Mình sẽ không đọc là get, get giống như là yêu ghét trong tiếng Việt, mà mình nhìn xuống cái phiên âm này, mình thấy nó là gì? Là G-E rồi T. G-E T thì mình sẽ đọc là get. Mình đọc là ghe. Ghe giống như là ghe thuyền vậy đó mọi người ha. Ghe thôi nha. Ghe xong mình tờ một cái. Get. Get. Không ghét ha. Không ghét, đừng có ghét lên. Get. Là xong ha. Đó, một chữ. Tiếp theo chữ này chữ ấp, mình không đọc là ấp giống như là ấp ủ, không ấp ha. Mà mình sẽ thấy đó là âm ớ nè, âm ớ, đây là cái âm ớ. Cộng với một âm pờ đằng sau mình đọc là up.
mình đọc là up, rồi mình pờ một cái thôi, up, up, đó là mình đọc up. Đó, hai chữ này đọc nó có một cái âm đuôi nối qua giữa chữ tờ và chữ u này, thì mình đọc là get up, get up. Khi nối qua sẽ là get up, get up, get up. Đó, get up hoặc là get up. Get up là kiểu của người Anh nói, get up là kiểu của người Mỹ nói mọi người ha. Mình đọc là tờ hay đờ gì đều đúng. Tiếp theo at. Cái số 6 này nè, cái số 6 này là mình hay đọc là xích. Xích ha, giống như dây, dây xích vậy đó. À, nhưng mà ở đây mình sẽ nhìn phiên âm. Luôn luôn phải nhìn phiên âm thì mới biết được đọc như thế nào cho đúng mọi người nha. Nó là âm sờ y, mình đọc là si, 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 à, si thôi. Si xong rồi có thêm một cái âm ks ở cuối cùng này thì mình đọc là ks, ks. À, mình hay nói ra bằng lời là cờ sờ đó, cờ sờ cho dễ hiểu hay là ks. Thì nó là si cờ sờ. Six, six, đó, không six, không six mà là si cờ sờ. Six, six. Đó, đúng chữ si xong rồi cờ sờ một cái là six, six là nó ra chữ này. Tiếp theo cái chữ này, à, mình thấy là âm ơ nè, âm ơ nè, rồi là mình đọc là ơ ha. Ở đây khi mình đưa ra hai phiên âm, phiên âm đầu tiên là của người Anh, phiên âm thứ hai là của người Mỹ. Mình thấy phiên âm của người Anh người ta sẽ đọc là âm o, clock, âm k và âm lok, mình đọc là clock, clock. Mình không đọc clock, clock, mình đừng có dính chữ k cuối cùng vào cái âm ok này ha. Mình đọc là clock, clock, clock. Ở đây nó có một cái âm nhấn ngay cái âm này ha. Đây là dấu nhấn nè. Dấu phẩy này là dấu nhấn nè. Mình đọc a clock. Cái âm a xuống xuống dọc thì âm clock là nó cao lên. Đó, chứ mình không đọc clock, clock. À, mình đừng lên quá như vậy ha. Thực sự đọc lên như vậy một là nó không hay, hai là nó khiến mình bị mệt. Nó bị mệt cái cổ nè và nó bị mất hơi nhiều khi mình nói tiếng Anh một chút xíu là mình thấy nó rất là chóng mặt luôn và nó mỏi cơ nữa ha. Đó, nó mệt. À, thì mình đọc là a clock, a clock, a clock. Đó, còn cái đối với người Mỹ thì sao? Người ta chỉ khác là âm âm a này nè, đọc a clock, a clock. Cái âm a của người ta nó ra thành âm clock, giống như clock, clock. Đó, lát nữa sẽ có một chữ nữa cũng giống như thế này để cho mọi người phân biệt ha. Đó, giống như a clock, a clock. Nó hơi khác chút xíu nhưng cái miệng mình là ok hoặc là a, ok, ak, o hoặc là a. Rồi bây giờ mình sẽ nguyên câu lại ha. I get up at 6 o'clock, o'clock. I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Đó. À, và thêm một điều nữa là mọi người mới luyện tuyệt đối không không nên nói nhanh nha. I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Là đọc vậy nó líu hết lưỡi lên luôn. Mà mình không cần thiết phải nói nhanh. Mình nói làm sao cho người ta vừa đủ nghe và nghe nó dễ chịu, cảm giác nó dễ chịu. Đó là cái mục tiêu mà mình hướng đến. À, thì mọi người cứ đọc chậm chậm từng chữ một. I get up. Get up. Get up hoặc là get up đều được. At 6. 6 o'clock. 6 o'clock. Đó là cái cách mà mình luyện từ xưa giờ. Khi mà mình vô một cái câu mình phải biết tách cái câu này ra làm sao để mình nói cho người ta dễ hiểu ha. I get up. Tôi thức dậy. At. Chia thành ba khoảng như vậy á mọi người. Tức là không phải mình nói mình ngừng lâu đâu mọi người mà là chỉ là mình hơi khựng khựng một chút xíu lại thôi. Đó. Như những chỗ này nè. I get up at 6 o'clock. Đó, mình nói vậy sẽ dễ hiểu hơn là I get up at 6 o'clock. Nếu mình ngắt nghĩ như vậy thì nó kỳ rồi ha, nó khó hiểu á. À, thì khi mình nhìn vô câu thì mình sẽ biết nên ngắt nghĩ ở những cái khoảng nào. Tôi thức dậy vào 6 giờ. Đó, kể cả trong tiếng Việt mình cũng nói chậm chậm như vậy mà đúng không? Mình cũng nói cách khoảng ra như vậy thì nó mới dễ hiểu ha. Ok, đó là câu thứ nhất. Tiếp tục câu thứ hai nè. Câu thứ hai nếu như mình đọc kiểu mà tiếng Việt ha, rồi đọc kiểu tiếng Việt. He makes me very happy. He makes me very happy. He makes me very happy. Yeah. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh lại như thế này. Nha. He là vẫn là he rồi ha. Tiếp theo cái chữ này mình đọc sao? Mình nhìn cái phiên âm là âm e nè, mình sẽ đọc là may. May nó giống như gì mọi người? Nó giống như mây ở trên trời vậy đó, mây bay. May thôi. Thêm một cái chữ k này vô đọc là maker. Make. Make, không make nè, không make luôn ha. Không make hay là make ha, mà chỉ là make. K mà thêm s này vô theo nguyên tắc thì sẽ được đọc thành cái âm âm s, đọc là makes ha, makes, makes, makes. Đó, makes, makes, không mix, max, x, x. Mình bỏ những cái âm đó đi ha. Makes. Me là vẫn là me nè. Âm very, very,
very, mình đọc thành very, very, mình không cần phải very ha, cao quá. Very, very. Tại sao mình chỉ cần ve một cái là được rồi? Tại vì cái âm rì đó là mình đã xuống giọng. Khi mà mình xuống cái âm rì là cái âm vé, tự nhiên nó sẽ cao hơn âm rì. Very, mình không cần very, tự nhiên mình vé một cái chữ rì nó cũng phải đẩy lên cao theo đó, không cần nói cao nghe nó mệt. Very đó. Tiếp theo là chữ này, âm này là âm e bẹt mọi người nha, đọc là have, have hoặc là have mọi người nha, nhưng mà đọc theo tiếng Mỹ ha, chủ yếu mình theo tiếng Mỹ nhiều, là have, have, happy. Chữ have và chữ p mọi người, không phải là happy, không phải là happy hay là happy, mà là happy, happy, happy. Mọi người đọc chậm này, rất chậm này. Happy, happy, happy. Đó, đọc happy, happy, happy. Ban đầu mọi người cứ tách từng chữ ra để đọc thiệt là chậm, xong sau đó đẩy nhanh tốc độ dần. Happy, 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 happy. Very happy, very happy, very happy. Me very happy, he makes me very happy. He makes me very happy, he makes me very happy. Đó là mọi người có thể thấy cái câu này nó khác với câu he makes me very happy ha. Rất khác luôn. Rồi, câu thứ ba, mình sẽ có một cái câu mà đọc kiểu kia trước nha. We want to buy a fish. We want to buy a fish. À, mình không đọc âm đuôi, mình không đọc gì hết nha. We want to buy a fish. Đây là cái thường mình nghe đó. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại cái câu này như vậy nè. We là vẫn là we rồi. Đây là cái chữ mình có hai phiên âm Anh và Mỹ mọi người thấy không? Một là âm want. W o đọc là wa. Want. Thêm chữ n là want. Want. Thêm chữ tờ vô cuối cùng là want. Hoặc là tiếng của người Anh, của người Mỹ á, nãy là của người Anh, bây giờ của người Mỹ người đọc là âm a want. Người ta đọc là wa. Want. W a n là want. Rồi sau mình tờ một cái thôi là xong. Want. Want, want, hoặc là want, want, want. Cái nào cũng giống, we want, we want. Đều được, mọi người ha, đều đúng. To là to rồi ha. Buy nè, buy giống như là bye bye. Buy, buy y chang tiếng Việt luôn ha. Buy. Tiếp theo chữ con cá này thì mình đọc sao là chữ phi ha. Phờ y phi nè, phờ y phi là phi. Phi xong rồi gặp một cái dấu giống như con vu này nè. Đó, gọi là âm sờ nặng mọi người ha. Giống dấu tích phân đó, mình không biết gọi là cái âm gì gọi là âm sờ nặng. Thực ra nó là âm sờ nặng, sờ cong lưỡi á. Mình đọc là phi, phi, fish, fish. Nó không phải là âm fish, fish. Mình đọc cao lên như vậy, cái hơi của mình nó sẽ rất là tức ở chỗ này ha. Fish, mình đọc lên, mình hất cái người lên một cái mình mới đọc nổi luôn. Fish, nó cứng lại ha. Mình đọc vậy nó rất là mệt. Đó, mình đọc fish, fish là nó thoải mái ha. Mình làm gì nó thoải mái thì nó mới là đúng rồi ha. Fish. Đó. Trời. Thì sau khi mà mình đọc xong từng chữ, mình sẽ là đọc từng đoạn một. Buy a fish. Buy a fish. We want. We want. We want. We want to buy. We want to buy a fish. Khi mà mình muốn mở rộng cái câu này ra thôi, mình không nói là mua fish nữa, mà mình mua meat. Meat là mua thịt, đúng không? We want to buy a meat. Sorry, we want to buy meat. Đó, meat nó không ở được ha. Rồi hay là we want to buy an apple. Đó. Nói chung là một cái câu, cái phần này mình không muốn mở rộng quá để cho nó sang cái phần bài khác. Mình tập trung vào phần bài này. Đó là cái phần cách để mình mở rộng những cái câu đó. Câu cuối cùng mình sẽ có là cách đọc mình sẽ đọc như cách kia là they love their house so much. They love their house so much. They love their house so much hay là they love their house so much. Mình đọc sao cũng vậy nhưng mà nó bị sai. Thực sự nó bị sai. Vì mình không đọc âm đuôi vô là nó khó hiểu vô cùng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào chữ đầu tiên là chữ the. Cái âm này nè mọi người, cái âm mà nó có vòng gạch ngang trên đầu một cái là âm the. Khi mình đọc vào cái lưỡi mình nó không có nhấc lên mà nó nằm chạm vào cái hàm dưới. Mọi người the, the. Giống như mình đọc tiếng Việt, mình đọc chữ the mà mình là the, the, the đâu á, the đâu á. Giống như vậy á, mình không nói đi đâu mà the, the đâu á. Đó, kiểu như cái lưỡi mình nó bị đơ xuống. They, they, à, they, đó. Giống chữ đây, không phải là ở đây mà là they, they, they. Đó, là cái chữ này nè, they, they mọi người ha. Tiếp theo chữ yêu thì là sao? Âm là âm ớ nè, không lớp ha. Mình không có đọc lớp giống như trường lớp, lớp học. Mà mình thấy là l và ớ thì mình đọc là l, l, l và ớ là l, l. Xong rồi mình thêm âm v ở cuối cùng nữa, love. Love,
nó lơ xong vờ thôi, lơ vờ thôi. Love, 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 they love, nè, they love. Tiếp theo chữ there, there cũng như vậy, there ha, there. Thì ở đây tiếng Anh người ta đọc là e-r là there. Còn người Mỹ người ta đọc there, there thôi ha, người ta không có ờ. Cho nên đọc là there hay there đều đúng hết. Tiếp theo là cái chữ cái ngôi nhà của mình thì sao nè? How, mình đọc là how ha. Mình sẽ đọc là house. Xì vô mọi người nha, có cái âm xì ở cuối ha. House, house. Rồi tiếp theo cái chữ này là cái chữ mà dễ bị sai nè. Mình hay đọc chữ này là chữ so ha, so, sờ ô so. Nhưng mà mình nhìn vào cái phiên âm xem nè, nó là âm ơ u âu, ơ u âu, giống tiếng Việt vậy đó, ơ u âu, sờ ô sâu, y chang như là con sâu, đọc là sâu, ơ u âu sờ sâu mà, love sâu, sâu ha. Tiếp theo âm cuối cùng là âm m và chữ ớ là mờ, m và ớ là mớ, giống như mình đọc, đừng mà đọc ra là mớ, là đọc mờ, mờ thoại mờ. Xong rồi mình đọc cái âm ch này nè, được phiên âm thành chữ này, đọc là much, much, much. Mình được đọc thành thành chữ much nha, much nó giống như là mất đồ vậy đó, mất còn vậy đó. Mình không đọc mất đó, khi mà mình đọc chữ mất thì nó sao, nó không đọc, nó rất khó để đọc âm chờ. Ví dụ nha, mình đọc là mất, mất. Tại sao khi mình đọc chữ mất trong tiếng Việt á là nó có một cái chữ tờ cuối cùng đúng không, mất, thì cái chữ tờ đó nó khiến cho cái âm của mình nó bị đóng cái miệng của mình khi mình đọc, mọi người thấy không, mất đó là cái hình miệng là mật đóng lại rồi. Còn khi mình đọc mở, mở thì cái miệng mình nó đang mở thì mình đọc cái âm đuôi rất dễ ha, mở, mở. Còn mình đọc mất đó, khi mình đọc chữ mất thì miệng mình nó đóng rồi thì không có thuận lợi cho cái âm đuôi nữa. Rồi thì bây giờ đối với câu này mình đọc là so much, so much, so much. Đây, their house, their house, their house, they love, they love. Đó, mình cứ tách 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 ra cho nó dễ. They love their house so much. They love their house so much. Đó, they love their house so much. À, là mình đã có thể thay đổi được rất là nhiều trong cái phát âm tiếng Anh. Kể cả bản thân mình khi mà áp dụng cái này ra mình cũng cảm thấy nó vô cùng là hiệu quả luôn rồi. Rất là dễ ha. Tổng kết lại chỉ là một, mình luôn luôn phải học phiên âm. Từ những cái bài này trở đi thì mình sẽ kèm theo cái phiên âm này rất là nhiều để mọi người nhớ. Cái phiên âm này á, nhìn thì mình nghĩ là nó khó, nhìn thì mọi người nghĩ rằng trời ơi sao cái âm gì vẽ vời tùm lum tà la vậy, nhưng không ha, thực ra chỉ có một vài âm nó vẽ vời vậy thôi, chứ còn những cái âm khác thì nó dễ nhớ vô cùng luôn. À, mọi người cứ thử đi, tại vì mình dạy cái bài này cho những bạn học sinh nhỏ tuổi nha, tầm 9 tuổi, là mấy bạn đó chỉ cần trong nửa tiếng thôi là mấy bạn đã bắt đầu có thể đọc được rồi mọi người nha, mới đã có thể bắt đầu đọc được chậm chậm phiên âm rồi, nên là mình tin rằng á cái phần này là cái phần mà hoàn toàn mọi người có thể học được. Đó, mình nhìn lâu 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 1 tháng 2 tháng là bắt đầu mình quen hết cái phiên âm này luôn ha, đơn giản. Thứ hai là khi mình đọc âm mình không đọc cao âm lên, mình không đọc giống tiếng Việt ha, mà mình chỉ có nhấn nhẹ thôi, nhấn nhẹ thôi là được. Còn tất cả các âm đó mình đọc đúng như phiên âm ha, mình đọc love, mình đọc love. À, đó là một cái cách để mọi người đọc tiếng Anh rất là hay luôn, dù là mình đã thử không phải trên bản thân mà là trên nhiều học sinh, hầu hết các học sinh của mình đều chỉnh theo cái cách này, thì giữa cái câu mà họ đọc ban đầu với câu họ đọc thứ hai là họ cảm thấy là vô cùng bất ngờ luôn. Cái đó là mình nói thiệt sự với mọi người, mọi người cứ thử thử với bản thân của mọi người đi đó, mình thử đọc cái câu này theo cái cách này đi, mọi người thấy trời cái âm của mình nó sao nó tây vậy đó, nó sang và nó hay đó theo cái cách này. Nhưng mà như vậy nè, để mà quen được với một cái cách nào đó thì mình phải luyện tập rất là nhiều. Thành ra là khi mà mình vô một bài tiếng Anh mình phải nhớ, à bây giờ mình sẽ đọc nhẹ âm ha, mình đọc đúng phiên âm ha, thì mình mới đọc được, còn không thôi mình quên là mình sẽ đọc mình sẽ đọc theo cái cách cũ hồi xưa. Ok, thì cái video của mình á đến đây là kết thúc rồi. Trong bài này đó, mình chỉ tập trung vào cái mẹo để sao để mình đọc cho cái âm mình thiệt là hay. Hy vọng rằng á những cái này nó sẽ những cái kiến thức này nè, những cái thông tin này nó sẽ thực sự hữu ích cho việc học tiếng Anh của mọi người.